Quá vậy sao ế được ta? Có một câu nói rất hay, thông minh quá sẽ bị tội là quá thông minh. Lanh cũng vậy, thì lanh quá sẽ bị tội là quá lanh. Quá lanh cái ế luôn. Em đang nói chị hả? Không, em đang nói em. Chị cũng vậy hả? Nhưng mà tình trường sao cũng phải có rồi vài ba năm bảy mối tình chứ. Thì cũng có vài ba mối tình. Mối tình nào mà nó sâu nặng để lại cho em nhiều ấn tượng nhất? Đó là mối tình năm em lớp 12 ở quê. Tình học trò bao giờ cũng đẹp. Đúng rồi. Mối tình nó kéo dài bao lâu? Mối tình nó kéo dài được 3 năm. Có nghĩa là 1 năm mà học hết 12 ở quê, 2 năm em vào thành phố. Yêu xa? Yêu xa 2 năm. Yêu xa nó phát sinh nhiều vấn đề lắm chị. Năm nhiều khi chỉ gặp nhau một lần rồi. Người ta cũng phát sinh tình cảm với người khác, thì mình cũng phát sinh tình cảm với người khác. Có nghĩa là chia tay trong hòa bình. Rồi, bây giờ vô vấn đề chính, hôm nay muốn kiếm người như thế nào? Cái gu của em... Cái gu? Nó thay đổi theo từng thời gian. Giống như ngày xưa lúc mà còn trẻ trâu á, thì em thích những bạn nào kiểu như trẻ trung năng động này nọ, còn bây giờ giống như mình chững lại hơn á chị. Thì sao? Cái mình lại hướng qua cái gu của điển một xíu. Không phải cố điển, mình dùng từ sai được, gọi là của truyền thống, gọi là vintage. Rồi. Thường thường những cô nàng vintage á là hay đi với tóc ngắn, cúp bế vô. Cái mặt, cái bộ đồ rất là kính cổng cao thượng. Rồi phụ một cái lớp áo khoác giống như là trời, kính cổng nó còn thêm áo khoác nữa hả? em đang mô tả thường thường dạ. Em thích những bạn nữ như vậy, mẫm mỉm tí cũng được, gầy tí cũng được, đừng gầy quá, đừng có mập quá là được. Rồi thì bây giờ mình sẽ đi tìm ha. Dạ. Nhưng mà bây giờ cái cảm giác của em hôm nay, cái feeling á, bây giờ mình cái cảm xúc, mình cũng làm nghệ thuật đúng không? Dạ đúng rồi. Nghe cảm thấy bên này em nghĩ là em thắng cả hay là về không? Em có 3 cơ hội, em biết là cái gì? Dạ. Chị hy vọng là hôm nay em ra, chị chọn em một người đầu tiên em chịu liền luôn. Đỡ tốn thời gian hả? Đỡ tốn thời gian. Một phát ăn ngay. Một phát ăn ngay. Em sẽ gửi cho chị một cái món quà này. Xíu nữa lỡ chị gặp người tình trong mộng của em, chị chuyển giùm em món quà đó cho người tình đó. Rồi, được rồi, ok. Đi. Trên lầu tia xuống trước đi, rồi mình nhắm thôi, mình khoanh dùng rồi mình mới xuống. Ai không hà, từ từ coi. Kìa kìa, qua quán cà phê bên đó coi. Có gì không? Thấy có cái cô đó đó, hình như ba cô kìa. Áo dài hả ta? Không phải. Cái tóc dài. Nhỏ thôi hả? Nhỏ quá hả? Này, chị này thì lớn quá. Kìa kìa, bên đó có cái cô áo đen phát khoác, phát cái áo khoác kìa. Em nói em phái phát áo khoác thấy không? Áo đứng. Đó, trời ơi. Này. Mà thấy phía sau không à, để em coi chứ làm sao thấy phía trước được. Hai em nha, thấy không, mới tách ra thành hai em lẫn một em mình như bận váy ngắn á, một em là bận quần jean. Trời ơi, người ta đi qua người ta còn nghĩ hai em của em nữa kìa. Anh kia kia đi rồi chụp hình với nhau đó. Bây giờ sao được không, lẹ đi chứ để người ta đi mất à. Được, chọn đi, kiếm đi, tôi tới. Đừng đi nha ta đi mất tiêu đó nha, tôi nói trước. Đó, cô thói trắng nó được mà. Lẹ đi chơi. Nó đi thôi đó nha. Em thấy bà áo trắng này có vẻ rất là am hiểu về chụp hình. Tại vì bạn cũng phải chỉnh cho bạn kia đứng như thế nào, ngay như thế nào luôn. Thôi em đừng có phân tích nữa. Giờ quyết định đi, còn không được thì đi tìm đối tượng khác. Trắng đi chị ơi. Rồi giờ mình đi xuống dưới đi coi ta còn không nữa nè. Mình đang ở trên lầu nè, mình đi xuống dưới lẹ coi người ta còn đứng đó không nè. Chắc chưa? Cơ hội nha. Mà tới người ta không chịu quay là mất một cơ hội nha. Rồi đi nhanh. Hey, khởi hành. Thiên linh linh địa linh linh phù hộ cho ngày hôm nay con mai mối được thành công. Trời ơi, cô áo đen hot quá. Hello em. Hello, chào em. À, chị là tên là Cát Tường. Chị phỏng vấn em xíu nha. Dạ. Nhà ở đâu? Dạ em nhà ở gần đây. Tại vì hồi nãy giờ chị đứng xa xa trên kia kìa, chị thấy hai bạn đứng đây chụp hình cũng rất là lâu. Dạ. Cho nên là chị tới làm quen với em. Dạ. À, em có thời gian không nói chuyện? Dạ. Chút xíu. Chị đang làm một cái chương trình là mai mối cùng người lạ. Em có khi nào coi những chương trình nào của chị không? Em có coi Bạn Muốn. Rồi, cái chương trình này chị cũng làm mai mối, nhưng mà nó khác với cái chương trình kia. Là cái chương trình này là chị phải đi ở ngoài đường và tìm. Thì hôm nay là chị tìm được em. Chị định làm mai cho em một người. Mà cái người đó thì nãy giờ đứng xa xa đã nhìn thấy hai em ở đây rất là lâu rồi. Mặc dù là không thấy cả mặt, chỉ là thấy cái vóc dáng thôi. Nhưng mà cái linh cảm bạn ấy là rất là quý em và muốn làm quen với em.
em có 15 phút để dành cho chị. À, khoan khoan, để chị gửi tặng quà cái đã. Quà của bạn đó gửi nhờ chị đưa em xem. Dạ. Nếu mà em thấy có cảm tình mà em có hứng thú và em có thời gian. Dạ. Em chưa, đương nhiên là chưa lập gia đình đúng không? Dạ đúng. Em nhiêu tuổi? Em 21 tuổi. Rồi, 21 tuổi, tên gì cưng? Dạ Thư ạ. À. Tên Thư. Nếu mà em không ngại thì sau khi em xem món quà anh gửi tặng mà em có cảm hứng thì em đi với chị lên trên đó uống trà sữa 15 phút được không? Dạ. Rồi, đây là YouTube của bạn đó, Sóng Gió Việt Nam. Đó. 4.3 triệu lượt view lẫn nha, ghê lắm. Bạn nó kêu cho em coi cái clip này. Trời ơi, nhiều anh quá vậy, biết anh nào? Em cũng không biết ai nữa. YouTube mà 4 triệu mấy lượt view là em biết hot lắm nha. Kênh YouTube em được nhiều lượt view rồi? Dạ em chỉ coi YouTube thôi chứ em. Ủa? Không phải là YouTuber. Không có lập kênh hả? Dạ. Trời ơi, bây giờ mà quen với bạn này mình về mình lập kênh luôn, mình nhờ bạn chỉ cho cái cách lập kênh, kênh YouTube kiếm tiền được em ơi. Mình tương tác qua lại mình lấy lượt view của bạn này. Dạ. Trời ơi. À, tới 4 anh lận. Anh này đúng không ạ? Em cứ coi đi rồi em đoán đi chứ. Em nghĩ là vậy á. Tại vì ảnh được lên sóng nhiều quá. Ừ, chắc vậy đó. Thôi, nhiều quá được rồi. Đi không? Đi ha. Mình còn trẻ mà, mình phải cho mình cơ hội. Đây là chương trình Mai Mối Cùng Người Lạ. À, chương trình phát trên HTV7 với kênh YouTube Còn Trẻ Mà. Là em có quyền, em tới em gọi là nói chuyện tâm sự, nếu được thì mình có thêm một bạn cho mình thêm một cơ hội. Còn trẻ mà, hai đứa rảnh mà đi chụp hình thôi mà. Nhưng mà ảnh ngồi bạn em rồi em đi đâu chị biết theo chị chơi, mình ngồi mình chứng kiến, mình em thăm mưu cho bạn em, em ý kiến cho bạn em, ok không? Sao sao ý em sao? Nếu mà bạn em đồng ý thì em đồng ý thôi. Tại vì hôm nay chị thấy là một ngày rất là đẹp trời. Ok, đi, let's go. Tên tên, nhà gái đã đến rồi. Sự lựa chọn hoàn hảo. Sao chị, sao chị? Em rất là may mắn ngày hôm nay, bởi chị nói là một ngày đẹp trời mà. Dạ. Nhưng mà còn được hay không là cái chuyện của em nha. Dạ, dạ. Chị chỉ là hoàn thành nhiệm vụ là xuống và truyền đạt thông tin của em thôi. Dạ. Bạn này hơi lanh nha em. Làm YouTube là em hiểu rồi, hơi lanh nha. Nhưng mà chị luôn luôn bên cạnh em, yên tâm nha. Em ấy nói là em ấy qua đây là vì chị đó, chứ phải vì em đâu, em đừng mừng vội nha cưng. Bây giờ hai bạn bắt tay giao hữu cái đi, tay làm quen nè. Rồi, bây giờ tay này vẫn nắm, ta nắm một tay thôi, tham quá, chưa gì hết. Bây giờ chị Tường sẽ dành cho hai bạn 15 phút để hai bạn tự làm quen, trò chuyện với nhau. Đương nhiên thời gian của chương trình thì không thể nào đủ để mà tìm hiểu nhau hết. Nhưng mà quan trọng là cảm xúc, người ta nói là cú sét đó. Hôm nay sét có đánh em hay không là chuyện đó, chuyện của hai em nha. 15 phút bắt đầu, hai bạn tự mở mặt ra và trò chuyện với nhau. Vẫn nắm tay hả chị? Kệ em. Chào anh. Luôn nắm tay hoài cưng. Nắm tay vậy thôi. Tiên là hãy cảm ơn em vì đã dành thời gian để tới đây. Dạ. Để tìm hiểu. Sorry. Tỉnh đi anh. Luôn cảm ơn em đã dành thời gian đến đây để mình có cái cuộc nói chuyện này. Dạ. Nói chung cũng khá là rung và khá là vui khi được biết em. Em sinh năm bao nhiêu? Dạ em sinh năm 2000. 2000. Em sinh năm 95. Dạ. Hơn em 5 tuổi. Em tên gì? Dạ em tên Thư. Thư. À mình dạy cho tự nhiên ha. Anh tên Nam. Dạ. Thì anh hồi nãy chị Tường thì cũng đã giới thiệu là anh làm YouTube, anh làm việc riêng. Thì không biết là em đã từng coi một sản phẩm nào của anh chưa? Dạ thật sự thì chưa. Đây là lần đầu em mới biết. Dạ, em xin lỗi. Không sao, không sao. Không sao, em ở của máy. Dạ em ở Gò Vấp ạ. Gò Vấp, em ở đường nào? Dạ đường Văn Nghệ. Anh cũng hay qua Gò Vấp đi ăn ốc. Em có thích ăn ốc không? À cũng
Nhưng mà đó không phải là món mà em hay ăn thường xuyên. Em thấy có vẻ miệng cử thôi, anh biết em hay ăn thường xuyên là món nào? Dạ, em hay ăn thường xuyên là bánh tráng trộn. Bánh tráng trộn? Dạ. Em quê ở đâu? Dạ, em sinh ở đây luôn ạ. Ở đây dạ. Luôn? Quê gốc của em ở ngoài Đà Nẵng. Ngoài Đà Nẵng? Dạ. Anh cũng miền Trung. Anh Quảng Ngãi. Anh từng đi Quảng Ngãi chưa? Dạ, chưa. Em đang học trường nào? Dạ, em đang học trường Đại học Sài Gòn. Em là sinh viên năm 2. Ok. Anh hết rồi, ở em rồi. Lý do tại sao mà anh muốn làm chương trình này vậy? Anh cũng đã trải qua một khoảng thời gian khá dài với cái việc là chỉ có một mình. Thì cũng đã đến lúc mình nên kiếm cho mình một người bạn. Một người bạn thân hơn. Đáng lẽ chương trình này quay sớm lắm rồi. Dạ. Mà anh nghĩ nếu quay sớm thì chắc không gặp được em. Trước mắt là anh nghĩ từ người lạ mình đã thành người quen trước rồi đó. Dạ đúng rồi. Chắc chắn sau này ra đường ví dụ gặp nhau hoặc là anh đó mình đã gặp rồi, bạn đó mình đã từng thấy rồi. Ừ. Thì đó cũng là một cái điều khá là may mắn trong ngày hôm nay. Dạ. Em có trên Facebook đúng không? Dạ có. Mọi mối tình, mọi mối quan hệ đều bắt đầu từ Facebook. Cho nên anh có thể xin Facebook của em được không? Dạ được. Ok. Đáng lẽ em không có lên đây đâu. Tại vì bạn em có thích chụp hình ở chỗ đó. Xong rồi em mới kiểu tình cờ dẫn bạn em tới. Thì cái khúc mà hai em chụp hình đó tôi tiêu rất là lâu. Anh thấy em có vẻ rất là am hiểu về chụp hình. Chụp cho bạn mà chỉ bạn đứng như thế nào, rồi góc thẳng này nọ, đúng không? Cái đó là mình cùng gu với nhau. Là từ Gò Vấp qua đây chụp hình. Dạ. Xíu nữa từ đây về lại Gò Vấp. Dạ đúng rồi. Sao em đừng cười, nó không phải là đánh đâu. Thì đôi khi mình thích như vậy. Nhưng như anh thì sao, từ anh ở quận 8 mà nhiều lúc anh thèm ốc quá. Quận 8 đâu có thiếu ốc đúng không? Từ quận 8 anh phóng tới Gò Vấp anh ăn mình. Xong đi coi phim xong chạy về quận 8 lại. Kể cho ai nghe người ta cũng kêu anh rảnh. Nhưng mà đôi khi mình thích như vậy thì sao đúng không? Rảnh thì cái đó là cái sở thích của mình. Giống như em thích việc chụp hình thì em bất chấp nắng nôi em lên em chụp. Miễn sao có hình đẹp là được. Thế coi như là nãy giờ mình cũng đã qua giai đoạn làm quen này nọ biết nhau rồi. Thì mình vô thẳng vấn đề chính luôn nha. Em có nghĩ chưa? Đó cũng là lý do mà em bước lên đây. Tại vì em chưa có người yêu. Anh nghĩ sau cái cuộc nói chuyện này em sẽ có thêm nhiều động lực để về xem lại những sản phẩm anh đóng trên YouTube. Tại em có hay xem YouTube mà đúng không? Dạ đúng rồi. Em có biết Pháp TV không? Dạ biết. Thì em biết Pháp TV mà lại không biết anh ta. Em xin lỗi một lần nữa. Sao? Anh Quang rất nổi tiếng. Chứ là sao Quang? Rất nổi tiếng. Đó không? Còn sao? Em cũng rất là bất ngờ. Tại vì khi mà chị Tường tới, em kiểu rất là giật mình luôn á. Em không nghĩ là hai người nói chuyện mà cứ lôi tên vô lại như vậy. Nãy giờ chị thấy em cứ sầu quần không à. Mà chưa thật. Em nói em vô vấn đề chính mà chị chưa thấy em vô vấn đề chính luôn. Còn hỏi cái chính rồi đó. Chính nữa hỏi đi. Gì chịp nhịp nhúng nhúng gì bóng vai bóng chân đây nữa. Nói chung là em chưa có người yêu. Anh cũng chưa có người yêu. Chỉ như bây giờ đùng cái kêu hai đứa mình quen nhau thì nó nhanh quá. Và nó không có một cái gì hợp lý hết. Hợp lý chứ. Không, không hợp lý cho bạn lắm đâu. Thiệt cho bạn lắm. Em có thích chó không? Dạ hồi nhỏ em bị sau đây nè. Nhỏ anh cũng rất là sợ chó. Anh đi hái xoài trộn hoài à. Mà thường thường nhà xoài, nhà có cây xoài lúc nào cũng có con chó dữ. Anh lúc nào cũng là người trèo lên hái. Cây chó nó chạy tới là bạn bè anh chạy hết. Ví dụ như có chó anh dùng thuốc thì nó lấy thì nó ăn. Tốt. Đó, còn chó tới là tôi chạy hết. Một mình anh trong đó. Anh ngồi nguyên một buổi chiều. Cái ngồi nhìn chó nhìn anh hoài luôn. Cái ông chủ ra, dụng chó đi cho anh thuốc. À, lúc đó anh bị mắng vốn. Anh cặp xoài này nọ. Anh rất ghim chó đó. Mỗi ngày đi học đi qua cái cây xoài đó không hái nữa. Mà canh mà cái làm sao á cho động đậy cho con chó chạy ra lại lấy đá chọi nó. Chỉ vì chọi nó hoài mà nhiều khi thấy thương nó luôn. Mỗi lần chọi là nó ẵng nó chạy vô cái tự nhiên thấy tội. Cái rồi kể từ đó thấy thích chó. À gu em cũng lạ lắm, người ta lành lặn em không thích. Làm cho người ta bầm dập em mới thích đúng không? Cái gì vậy? Ăn bơ lắm. Cái em thích mặc đồ dạng gì? Yêu cái trẻ trung năng động. Dạ. Đấy đúng không? Cũng mình cũng hợp tay đó. Sao? Nãy em nói em thích tay không? Ngày xưa lúc mà còn trẻ thì em thích những bạn nào
kiểu như trẻ trung năng động này nọ, còn bây giờ giống như mình chững lại hơn á chị. Ừ, thì sao? Cái mình lại hướng qua cái gu của truyền thống tóc ngắn. À, cúp bế vô, cái mặt, cái bộ bộ đồ rất là kính cổng cao thượng. Ui, chị, hãy gài chị vô cái này vậy. Nói chung là trẻ trung năng động cũng tốt, nhưng mà khi mình có những cái phong cách mình nên thử. Ví dụ em phải thay đổi style thường xuyên để nó đỡ bị nhàm chán. Em có thích gu vintage không? Dạ có. Thấy chưa? Em mồi chưa? Nghe tao nói không? Em có sở thích gì không em? Em cũng rất là đam mê cái nghệ thuật á. Coi nhiều mấy cái phim rồi nhạc rồi YouTube rồi. Vậy mà rất tiếc. Thôi tao nói được rồi chị. Tao nói được. Tiếp tục. Cái tính cách của em cũng khá là hướng ngoại. Em cũng rất thích là những cái thoải mái rồi những cái freestyle này nọ. Những người hướng ngoại thường có những cái nội tâm rất là sâu sắc. Nãy giờ mới nghe có một câu này chuẩn thôi đó. Khi mà chị mời bạn lên đây á thì chị có nói á, em là kênh YouTube, có làm kênh YouTube vậy á, mà em gái đây á là chỉ có coi YouTube thôi chứ chưa có kênh YouTube. Thí dụ giờ mình đồng ý hôm nay mình coi như là mình cho nhau cơ hội để mình tìm hiểu nhau đó, rồi em lập cho bạn ấy kênh YouTube được không, chứ chị thấy bạn này là nhiều tiềm năng để khai thác kênh YouTube đó nè. Thì trước mắt là cứ gì đội của em cái đã. Bây giờ mình còn 2 phút nữa thôi, mình vô vấn đề gia đình, vô cái chiều sâu một chút xíu. Chúng ta quay trở lại chương trình này là chương trình mai mối cùng. Ok nhà. Em ngưng yêu lâu chưa? Tính ra thật sự thì chắc cũng được gần một năm. Gần một năm. Dạ. Nãy giờ em đánh giá anh như thế nào? Đầu tiên thì em thấy anh là một người rất là lịch sự, biết cách bắt chuyện, biết cách nói chuyện. Rồi anh cũng là một người rất là vui tính, tại vì anh là diễn viên mà, đúng không? Cho nên anh biết xoay chuyển đó nha. Biết thích nghi với môi trường. Đúng rồi. Em cũng rất là thích những cái người mà vô tính đó, tại vì mình có nhiều cái để mà mình trao đổi, để mình tương tác với nhau á, thì cái mối quan hệ nó sẽ vui hơn. Đúng rồi. Em nghĩ như thế nào nếu sau chương trình này chúng mình quen nhau? Cái đó cũng là một cái điều nó định mệnh thôi. Em cũng hy vọng là nó sẽ có một cái hướng đi tốt. 15 phút đã hết rồi, tôi phải tách ly hai bạn này ra để tôi hỏi ý riêng một chút xíu. Suy nghĩ của mình như thế nào? Từ là nếu mà có gì ảnh thì lên nói lại đi nha, coi ai chụp hình cho ai đẹp hơn á. Tôi không chấp nhận đâu. Nói chung là tùy mày thôi. Đã nói rồi. Vậy nếu mà chứ tao có thể là tao có thể từ chối mày là không cho mày tham gia, nhưng mà Trinh Danh nghĩ là một người bạn yêu thương mày rất nhiều, cho nên là thôi tham gia đi. Chị ngồi đâu, chị ngồi đâu được. Đây nè. Bây giờ hai đứa bạn bên em. Hai đứa bạn có gì cũng biết. Em thấy sao bản thân em? Hôm nay tình cờ gặp ảnh thì em cũng rất là vui. Giờ em biết đi thêm được một người bạn mới, em biết thêm được một gương mặt mới để em có thể học hỏi, hay là có thể tiếp thu được những cái mà ảnh chia sẻ. Nhưng mà thật sự mà để bước qua một cái bắt đầu một cái mối quan hệ thì em nghĩ em chưa phải là người sẵn sàng. Dạ, tại vì em cũng còn rất là nhiều cái để mà em phải giải quyết, cho nên là em nếu mà bây giờ bắt đầu với một cái tâm thế chưa sẵn sàng thì em nghĩ sẽ nói chung nó cũng không có tốt đẹp. Rồi nếu mà là hai em đã nói như vậy thì chị sẽ thay mặt chương trình cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Dạ. Rồi chị sẽ tiếp tục cái hành trình mai mối của bạn kia. Rồi, cảm ơn em. Dạ, em cảm ơn chị và chương trình của mình đây. Tưởng nó được nghỉ rồi mình chưa được, đi thôi. Cảm ơn hai Cưng nha. Rồi chị đi làm tiếp nhiệm vụ của chị đây. Chị chúc chị một ngày làm việc vui vẻ. Rồi, cảm ơn em. Chúc chị may mắn. Đây là quyết định của bạn ấy, mặc dù Tường cũng đã cố gắng hết sức.